sau khi vẽ xong thì sẽ đến công đoạn hiệu chỉnh. Đấy là cái quy luật rất là bình thường. Thường thì chúng ta không thể nào mà vẽ một lần mà nó chuẩn xác ngay được. Bao giờ vẽ xong cũng có cái giai đoạn hiệu chỉnh. Thì công cụ hiệu chỉnh thì hôm trước là chúng ta cũng đã nói là cái công cụ Direct Selection là cái công cụ hiệu chỉnh mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà xử lý còn có một vài cái nữa chúng ta cũng có thể sử dụng. Ví dụ như là trong hộp công cụ thì chúng ta có cái gọi là cái nhóm công cụ Free Transform. Đấy. Cái này thì nó sẽ giúp chúng ta là làm một số các cái hiệu chỉnh đối với lại cái đối tượng. Ví dụ như là ở đây các bạn khi bấm vào cái nhóm công cụ Free Transform này hay là nhấn phím E thì nó hiện ra một loạt các cái lựa chọn cho chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ có một số cái tùy chọn như thế này. Ví dụ trước đây nếu chúng ta bấm chọn cái công cụ Selection và chúng ta thực hiện các thao tác Transform chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà tôi co kéo như thế này thì tôi co có thể là cả hai chiều cùng một lúc nhưng mà nó lại không giữ được cái tỷ lệ, nó không giữ được tỷ lệ giữa hai cái chiều cao và chiều rộng của đối tượng. Và lúc mà chúng ta co mà muốn giữ như thế thì chúng ta buộc phải giữ shift để chúng ta co kéo nó cho đảm bảo gọi là không bị méo hình. Thì với cái công cụ Free Transform ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái tùy chọn đó. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó có một cái biểu tượng ở trên này, nó gọi là constraint. Hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy là nó đang có cái biểu tượng là không duy trì cái constraint. Khi các bạn bấm vào đây đấy, các bạn bấm vào cái biểu tượng này thì nó sẽ duy trì cái constraint cho các bạn. Và bằng cách bấm như thế này thì các bạn có thể lôi một góc mà không cần phải quan tâm tới cái vấn đề là giữ shift hay không giữ shift nữa. Đấy. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo lưu được cái tỷ lệ, bảo lưu được cái quan hệ giữa hai cái cạnh chiều ngang và chiều dọc. Đấy, tắt cái này đi thì lúc này chúng ta co kéo thì nó lại như bình thường và đấy có thể là co méo đúng không? Không giữ tỷ lệ nữa. Thế còn bấm vào đây thì nó sẽ giữ tỷ lệ cho chúng ta và chúng ta sẽ có thể là co kéo không cần phải giữ thêm cái shift. Lựa chọn thứ hai là cái Free Transform này thì đây. Đấy. Cái này thì nó sẽ có hai cái tùy chọn Transform hoặc là Constraint hoặc là Unconstraint. Đó. Nó có thêm một cái nữa gọi là Perspective Distort. Đây. Khi mà tôi chọn cái Perspective này thì tôi có thể là bấm vào một điểm và tôi làm sao đây ạ? Co thì lúc này nó sẽ làm sao? Nó sẽ cho chúng ta cái sự biến dạng theo cái kiểu gọi là phối cảnh. Đó. Hoặc là Free Distort, có nghĩa là tôi có thể kéo một cái điểm nào đó đi theo một cái ý thích của mình mà không cần phải quan tâm tới những cái cạnh còn lại. Đấy. Bình thường thì chúng ta rất là khó co kéo thế này đúng không ạ? Đây, bình thường thì tôi kéo thì nó sẽ là kéo cả và kéo tương đối đều liên quan tới các cạnh khác, liên quan tới các điểm điều khiển khác. Đấy, nhưng mà với cái công cụ này thì tôi có thể có 3 lựa chọn. Đấy, một là Free Transform, hai là Perspective Distort và ba là Free Distort. Đấy, các bạn có thể là bấm vào cái này, các bạn xoay này, đúng không? Các bạn kéo xiên này, các bạn co duỗi theo các góc này. Thằng này thì cho phép chúng ta là biến dạng theo cái cách có phối cảnh, có tính chất phối cảnh. Đấy, và cái này là phá cách, có thể kéo riêng cái góc theo cái cách mình muốn mà không phải lo tương tác với những cái cạnh khác. Và trong cả ba cái tùy chọn này, Free Transform, Perspective Distort và Free Distort, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái tùy chọn Constraint hoặc là Unconstraint. Đấy, thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ duy trì cái sự khóa tỷ lệ giữa các cái
giữa các chiều hoặc là không không khóa. Đấy thì chúng ta có thêm một cái nhóm công cụ đó để giúp chúng ta có thể là hiệu chỉnh, co kéo, làm biến dạng các cái đối tượng của chúng ta sau khi mà chúng ta đã vẽ xong.